Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, game show truyền hình cổ suý nhạc chế là phỉ báng âm nhạc. Ngày 26 tháng 9, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bức xúc bày tỏ về vấn đề nhạc chế xuất hiện trên truyền hình. Nhạc sĩ Nhật Ký của Mẹ viết: "Ngày xưa, những bài nhạc chế nội dung nhảm nhí chỉ xuất hiện trên miệng mấy em học sinh hoặc được diễn ở hội chợ. Nhưng bây giờ, nó lên các game show truyền hình, thậm chí chương trình về âm nhạc, các sân khấu biểu diễn. Đối với tôi, đó là sự phỉ báng âm nhạc." Thực tế, nhạc chế không phải bây giờ mới xuất hiện ở V-pop. Cùng với tốc độ phát triển của Internet, nhạc chế đã và đang được đăng tải tràn lan trên mạng xã hội. Tuy nhiên, giới chuyên môn cho rằng, điều đáng lo ngại là nhạc chế đã có mặt cả trên các chương trình truyền hình. Theo nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cùng nhiều khán giả, nhạc chế ảnh hưởng xấu đến xã hội, sự phát triển của lớp trẻ và truyền hình không nên lan truyền văn hóa đó. Một đoạn nhạc được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội trong những ngày qua và gây nhiều tranh luận. Video được nhắc đến là đoạn nhạc chế từ các nhân vật trong truyện tranh nổi tiếng Doraemon. Đoạn nhạc này do Lê Dương Bảo Lâm thể hiện trong chương trình Sàn đấu ca từ Nobita thầm yêu Suka, hái hoa hồng tặng cho cha En. Nếu cha En bằng lòng lấy Nobita làm chồng, thì Nobito chào đời. Nobita thầm yêu Suka, hái hoa hồng tặng cho trái En. Nếu trái En bằng lòng lấy Nobita làm chồng, thì một năm sau Nobito chào đời. Trao đổi thêm với truyền thông, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nhận định, nhiều ca khúc nhạc chế hiện giờ có nội dung độc hại, ca từ vớ vẩn, nhảm nhí, không có giá trị giải trí lành mạnh. Chúng vô nghĩa và không có cảm xúc. Với khán giả trẻ, nhất là thiếu nhi, những ca khúc nhạc chế chắc chắn có ảnh hưởng xấu. Nhạc sĩ khẳng định, các ca khúc không mang lại giá trị gì cho thiếu nhi, ngoài việc ảnh hưởng xấu đến đầu óc và suy nghĩ. Nhạc sĩ nhấn mạnh, tôi thấy buồn và bức xúc vì những giá trị nghệ thuật bị xem nhẹ. Thực ra ai cũng hiểu những bài nhạc chế là giải trí và nó sớm muộn cũng bị đào thải, lãng quên theo thời gian. Thế nhưng điều tôi muốn nói đến ở đây là sự đối xử từ đài truyền hình, ban biên tập các chương trình ca nhạc. Cách họ xử lý cho chúng ta thấy nhạc chế đang được đối xử ngang hàng hoặc thậm chí ưu ái hơn những tác phẩm khác. Vai trò của truyền hình không phải để lan truyền thứ văn hóa nhạc chế đó. Nguyễn Văn Chung mong muốn các cơ quan liên quan sẽ có biện pháp và tiếng nói để hạn chế tình trạng trên. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV Entertainment để cùng chúng tôi cập nhật những thông tin showbiz trong ngày nha. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.